4 tháng 8. Vào bước cùng mùa 2019 đã diễn ra vòng chung kết với sự tham gia của 8 đội thi xuất sắc nhất, được ban tổ chức đánh giá và lựa chọn từ vòng loại trong 4 tuần thi với 32 đội. Tại vòng chung kết, ngoài hai vị giám khảo quen thuộc của chương trình là Food Blogger Chánh Trần và đầu bếp Sammy, còn có sự góp mặt của giám khảo khách mời đặc biệt, đầu bếp Jack Lee. Chắc hôm nay rất là vui bởi vì mình rất là háo hức muốn thử món ăn của mấy bé nấu thì mấy bé dễ thương quá. Bởi vì mình cũng khi mà mình thấy mẹ với con nấu là giống Jack với con Angela ở Mỹ nấu chung, cho nên rất là vui, cảm thấy rất là có ý nghĩa và nhiều cảm tình. Nấu từ đam mê, từ cái cách mình thích, mình ăn như thế nào, mình nấu cách đó. Nhưng luôn luôn nghĩ là vệ sinh rất là quan trọng, ẩm thực an toàn là số 1. Về hình thức thi, các đội thi bốc thăm ngẫu nhiên phần nguyên liệu chính do ban tổ chức quy định, gồm đùi gà, phi lê cá lóc bông, thăn bò và sườn non heo. Sau đó các đội sẽ tự do sáng tạo món ăn dự thi theo sở trường của mình. Rất là vui, kỷ niệm hè cho con có nhiều kỷ niệm. Hôm nay mình sẽ nấu bò, canh bò với sâm và nấm. Rồi bò món thứ hai là bò xào bông thiên lý. Trong lúc nấu thì con thấy hơi hồi hộp, nhưng mà sau khi nấu xong thì con có những kỷ niệm vui và lại con rất là hạnh phúc khi ở bên Mỹ. Cái quan trọng nhất là cái sự hợp tác giữa mẹ và bé. Thì cái sân chơi này dành cho mẹ và bé để cho các bé được hòa mình cùng gia đình nhiều hơn. Thì tới những gia đình mà vô được tới vòng hôm nay thật sự nó rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời đến cái độ là các bé thể hiện có nghĩa là những cái khả năng về ẩm thực ngoài cái dự tính của mình suy nghĩ. Tại vì mọi người sẽ nói là dạ con biết đâu biết nấu ăn, nhưng mà mình thấy mấy bé thể hiện giỏi hơn mẹ. Có nghĩa là rất là gọn gàng trong tất cả những cái các kỹ năng về nấu. Rồi ngoài ra về màu sắc mấy bé tự trang trí luôn, mấy bé chuẩn bị sẵn những cái đồ để trang trí được món ăn để lên một cái màu sắc là bắt mắt để dễ thương. Sau 60 phút tranh tài, xuất sắc vượt qua 7 đội thi để đem về cho mình tấm vé vàng quán quân vào bếp cùng mẹ mùa 2 năm 2019, đó là đội của mẹ Lê Thị Thùy Trang và bé Trần Kỳ Quốc. Tấm vé á quân mùa giải năm nay thuộc về đội của mẹ Võ Như Nhi và bé Đỗ Như Ngọc. Giải ba thuộc về đội của mẹ Phạm Thị Hồng Yến và bé Nguyễn Phạm Nam Phương. Và 5 đội còn lại nhận được giải khuyến khích của chương trình. Hiện tại thì mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Bản thân là đến đây tham gia cuộc thi đã rất là vui rồi. Mình có giải thì hạnh phúc lắm. Ở nhà mình có thử rất là nhiều món, nhưng mà khi mà vào thi á, sáng vào đây á, thì mình lại nghĩ á, thì mình sẽ làm tốt nhất cái món mà con mình thích, bởi vì mình yêu nó. Mình nghĩ là các mẹ hãy dùng tình yêu với bé để động viên bé nấu ăn thì sẽ mọi thứ sẽ thuận lợi. Cảm ơn 32 đội đã đăng ký tham gia chương trình và chúc mừng 8 đội thi đã hoàn thành xuất sắc phần thi về đích của mình. Bên cạnh đó, vào bếp cùng mẹ 2019 chân thành cảm ơn các đơn vị nhãn hàng đã đồng hành cùng cuộc thi: Gigamon, Gigadeli, Organica, Sacha Food, Ace Cook Việt Nam, Maggi công ty Nestle Việt Nam, Furama Resort Đà Nẵng và Des công ty nông nghiệp công nghệ cao Trị Lâm. Và bếp cùng mẹ mùa 2 năm 2019 đã chính thức khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào bếp cùng mẹ mùa 3 nhé. Vào bếp cùng mẹ.